Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người hiền dịu và đôn hậu. Dáng vóc cha mới đẹp làm sao, một chặng đường dài biết bao tình ca thế kỷ, đã để lại cho các con các cháu một niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn của bể. Cha thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con các cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường cha đã đi qua, chất chồng những vui buồn trăn trở. Cha vẫn thường nhắc nhở chúng con trong những lời ru chiều hè: có cơm có áo hôm nay, đừng quên đau khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa sa, hai sương một nắng, cha đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, chắc chiêu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn, càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, cha đã vất vả tảo tần, chắt chiu từng bát gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thật sự thành người. Cha ơi, mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết bước đi lưng còng. Cha ơi, con tạc trong lòng gian truân vất vả, cha không xá gì. Cha ơi, cuộc đời cha hai vai gánh nặng, gió sương và thời gian đã cướp đi da thịt của cha. Phải chăng cả bao nỗi gian lao vất vả của đời cha đã được khơi lại kết thành chuỗi cường, để đến hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mà mới thấy hết giá trị đích thực. Cha ơi, ngày nào tóc cha còn xanh, xanh như núi cỏ, như nhành hoa tươi, mà nay đã bạc tơ rồi, đôi mắt cha cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao niềm sức mạnh để vươn lên bao mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của cha đã dành cho chúng con để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy hết thực sự mất đi một phần lớn của đời mình. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn vui tươi. Mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn vui tươi. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào.
nhớ cha nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Chúng con xin mời con cháu của cụ cùng Phật tử trợ duyên cho cụ một thời niệm Phật cầu siêu ạ. Dạ, xin cảm ơn. Con xin phép được bắt đầu làm lễ ạ. Tình phong giới chương ơn ân long thọ ân long thọ ân long thọ ân long thọ tình tâm nghiệp chương ơn ân sa ba 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 da sa ba ma sa ba ba ma chật tu hạng an sa ba 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 chật ta sa ba đạt ma sa ba ba ma chật tu hạng an sa ba 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 chật ta sa ba đạt ma sa ba ba ma chật tu hạng an thủ địa chư ba cõi chẳng ai bằng ma lay lay ai trời người cha lương lương tiên không hùng tận vật chúng sẽ tay từ rốn lòng thao cảm tớ có thể nghĩ bàn lưới để cho quý đạo tràng mười hướng quân báo hảo phán sang lời hoa hiền thấy tăng tường phù tam bằng chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ nhiều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hạ sanh thi làm tôn thần tại chi văn thù sư lợi bồ tát ơn đời hành phổ hiền bồ tát ơn hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn chỉ tôn đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát lại vì chân linh nguyên văn ra mất ngày 14 tháng 9 năm tân sửu thọ 89 tuổi xưa đã tạo ba hoa miền đều do ba đồng tam sân sĩ từ căn miền y phán sinh ra thế cây có đầu sám hối bồ tát nam mô phật sám hối bồ tát na tăng nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên độ thiên nhãn hộ ngài đại bi ta đa 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 nam mô a di đà phật lâu đô bà đa ma ha tăng đô bà đa ma ha ca lô ni ca ca đa phật đa văn di số đa na đa so nam mô tân thiên luân đô y mông a di đà bà lô kiên đề đa phật ta lăng đà đà thần di hệ di ma ha bằng đà sa mê ta ba
danh tuyên đỉnh chư ngôn nam mô la 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 di di đô bà di a di di đa thân nam bà di a di. Thưa quý vị, theo phong tục cổ truyền của người dân Đi Lương thì đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều khiển. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bổng lai, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho anh em con cháu, cho gia quyến được yên bề gia thất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời con hay xin phá nguyện bảo sanh khối sinh vì điểm đồ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Thiên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 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 Phật nghiệp dứt ta bà sen vàng chín phẩm nở hoa
Sa thân được vấn di đà thọ ký quan thiền thuyết pháp độ sinh tâm tinh cứu khổ cứu nạn xã hộ độ trì cho gia đình tăng chủ nguyên văn mạnh nguyên văn minh đặng thị giang nguyên thị chi nguyên thị phương nguyên thị duyên nguyên văn thành nguyên tiên đặt nguyên mạnh cường nguyên văn phúc nguyên thị hà nguyên thị hiền nguyên bồi thu thủy nguyên thị phương cùng toàn thế con châu nội ngoài thân tâm thanh tịnh tật bệnh tiêu trừ phiền não đoạn diệt ách nạn chướng duyên thấy đều tiêu tan thu tống tám tay đông anh bay phúc một đầu đắc di đà thọ ký phổ nguyện ấm xuân quan dục phù mẫu sinh thành đản na kim cung tăng ích phước điền pháp giới nhân thiên giai cộng thành phật đà đà nam mô a di đà từ quý Phật cầu siêu cho chân linh của chúng con đến đây đã xong. Con xin phép được cúng cơm cho chân linh. Lễ tạ hướng linh hai lạy. Nam mô Nhất Tâm Phụng Tịnh. Nam mô Nhất Tâm Phụng Tịnh Lạc Bang Giáo Chủ.
dương căn đầu ngồi lên đầu ngồi rồi lên đầu chiều vẫn nhớ, nay nhờ ánh tử quang mà cứu vớt chân linh. Xin nhờ phép Phật tối linh để dẫn hồn về chốn vô minh sạch lầu. Bạch Thầy, kính thưa các cụ hội Phật giáo quê nhà trở về kính viếng ngưng hồn cụ và có những lời kinh cầu nguyện cho vong linh hồn cụ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Với niềm tôn kính này, con cháu trong gia đình xin cúi đầu đa tạ. Xin kính mời Thầy cùng các cụ ra bản dưới nước để anh em con cháu có lời cảm tạ. Đã đi xa
mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tơi bời, tiếng con thơ khóc ra rời, đau đớn lòng cha nước mắt rơi. Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con. Một chiều mưa rơi ân cần cha nói: con nơi hay sống nên người, mất đi cha cũng mỉm cười khi một mình con bước trong đời. Lời cha dạy dỗ con nguyện ghi suốt cuộc đời, dẫu qua ngàn năm vẫn không quên. Cha ơi, cha là muôn ánh sao trời, soi dọi con suốt cuộc đời. Rồi con khôn lớn cha cũng ra đi, từng lời cha nói như còn đâu đây. Cha ơi, con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ muôn đời. Cha sương gió nuôi lớn khôn con. Một chiều mưa rơi ân cần cha nói: con nơi hay sống nên người, mất đi cha cũng nhân dân cùng hướng luật hãm sinh năm 1933 33 tại thôn Phùng Công, xã Phùng, đại diện một cựu chiến binh Việt Nam và nhân hội có cử máu dành nhận danh từ nhân dân cả thống và là vừa quan công tác mặt trận thôn Phùng Công. Hội chú thôn nhà trở về đời làm lễ bắt nhân chính nguyễn hương hùng bầu thôn trân trọng kính mời. Trân trọng kính tham tâm linh hồn cụ, thế là nhận được tên cụ lên trong tạ thế. Giờ đây đoàn đại biểu ban công tác mặt trận hội hữu thôn Phùng Công quê nhà đã trở về ra chân, có tuần nhang thơm đĩa hoa tươi đặt trước linh sàng của cụ để tưởng nhớ, và đoàn cũng xin chia buồn cùng với gia đình tăng môn gia quyến, và đoàn cũng cầu chúc cho mong linh của cụ được siêu thoát thoát độ, siêu sinh nơi tỉnh độ, nơi cõi vĩnh hằng. Tha nơi trong giờ phút chia ly đau buồn vĩnh biệt để tiễn cụ đi xa, xin kính mời đoàn dành cho cụ phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình chân
nhận được, mà giờ này nhận được tên cụ về với bậc tiền nhân tiên tổ, đoàn đại biểu Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bảo hiểm xã Quỳnh Hội, do đồng chí Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn, đoàn trở về tên cụ dân tầm hương kính viếng, xin trân trọng kính mời. Hôm nay được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bảo hiểm xã Quỳnh Hội do đồng chí Bùi Văn Thiệp làm trưởng đoàn đã trở về ra trong thắp tuần nhang kính viếng và chia buồn cùng với gia đình các môn gia quyến. Tha nơi trong giờ phút chia ly đau buồn bệnh viện này, xin kính mời đoàn dành cho cụ phước mặc niệm bắt đầu. Đồng chí Viết Lã là đảng viên của chi bộ, do tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, đồng chí đã không vượt qua được quy luật của tạo hóa, đồng chí đã quy tiên tổ. Hôm nay chi bộ Thôn Phùng Công có mặt tại đây để kính viếng linh hồn đồng chí và chia sầu sẻ nhớ cùng thân quyến tang gia. Làm theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai đồng chí đại diện của chi bộ lên đảng ủy, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu hai đồng chí này đặt vòng hoa và thắp hương kính viếng. Vòng hoa mang dòng chữ chi bộ đảng Thôn Phùng Công kính viếng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa tang lễ, đồng chí Nguyễn Viết Lã, sinh năm 1933 tại xóm 6 thôn Nhà,
đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Đây là một phần thưởng cao quý của Đảng dành cho đồng chí. Tới 89 năm tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng, ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nay do tuổi cao, sức yếu, bệnh chậm, đồng chí đã về với Yên Tổ. Đây là một tổn thất không gì bù đắp được của gia đình, chi bộ mất đi một người, đảng viên mẫu mực trung kiên, toàn hội mất đi một người, hội viên chân quý. Để tưởng nhớ linh hồn đồng chí Nguyễn Viết Lã trước lúc đi xa, đề nghị chi bộ dành đồng chí Nguyễn Viết Lã phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã tăng may mặt gia đình và ban tổ chức lễ tăng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vô cùng quý báu của đại biểu chi bộ Đảng thôn Cùng Sơn đã có lễ về tình hiến trước công minh của cụ và chi bộ cùng gia đình. Từ đây tính mời đoàn ra bàn trà uống nước để gia đình nhà tăng được đón tiếp. Ban tổ chức lễ tăng xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của hội lão ông đình làng thôn Cùng Sơn quê nhà. Từ đây đoàn trở về ân cụ dân thần hương kính viếng. Bài đỏ về đây tiến đưa thân hội hôm nay tuần hương trọn vẹn nghĩa tình tuần hương cung kính người về nơi nơi bồng để tiếp theo chương trình ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời hai đại vị vị đại biểu nên đặt tờ của hội đốc ông và đặt lễ thắp hương kính viếng xin trân trọng kính mời. Thank you.
thần đế bà tạm ân đoàn mời đoàn nghỉ chân theo bàn trà uống bếp để gia đình nhà tăng được đón thế là ra đây vành khăn trắng trên đầu thân quyền nhờ tiếng kèn kêu đưa rước đến tăng lên rồi ban tổ chức lễ tăng và gia đình xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn đại biểu nộp hộp họ Nguyễn cho đời đoàn trở về tinh tụ chiều hôm nay dân phần hương kính viếng xin trân trọng kính mời Thưa công minh hồn cùng
thế là thấp nén thân thương bính biệt người, mà nệ chào có nói lúc chia phôi. Cụ đã xa rời nơi trần thế, hoa thắm hương thơm bính biệt người. Ta nơi trong giờ phút chia ly để tiễn cụ đi xa, xin kính mời đoàn dành cho cụ phút mặc niệm bắt đầu. Xin nhận lễ và cảm ơn đoàn, mời đoàn nghỉ chân theo bàn trà uống nước. Trân trọng kính thưa công linh hồn phụ cụ ơi, thôi thế là từ nay cũng chẳng còn ngày gặp gỡ, chẳng còn đâu ngày hội ngộ hàn huyên. Bóng cây từ giã mạn thuyền, xin chúc cụ về với nơi suối vàng ngàn thu. Tha nơi trong giờ phút chia đi đâu để tiễn cụ đi xa, xin kính mời gia đình cùng hoa cùng con cháu dành cho cụ phước mặc niệm bắt đầu. Cùng thân kính biệt đã xong, xin kính mời đoàn các bạn trà uống nước và tay trong tay đo công việc cho cụ đến khi hoàn tất, xin trân trọng kính mời. Hồn cụ thật đúng là nỗi buồn chia sẻ đau thương, chúng cháu về đây đặt nể dân hương tiếng người. Tha nơi trong giờ phút chia đi để tiễn cụ đi xa, xin kính mời các cháu dành cho cụ phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình xin nhận lễ và cảm ơn các cháu. Yeah.
xin nhận lễ và cảm ơn đoàn mời đoàn mì chân tay bàn trà uống rất đẹp. Quý báu
của gia đình bà, mà gia đình bà đã bàn trà uống nước để gia đình nhà tăng được toàn quân. Trân trọng kính thưa văn minh khổng cụ, thật đúng là giá từ biệt chiêu thi khôn suốt cõi ân dung chiêu ngả khôn nguyệt. Giờ đây đoàn đại biểu gia đình bà gái cùng con cháu ở quê hương Quỳnh Hồng đã trở về sang chung, có tuần nhang thơm điếu hoa tươi đặt trước linh sàng của cụ để tưởng nhớ và chia buồn cùng với gia đình tăng môn gia quyến. Vĩnh biệt người suốt lúc đi xa, xin kính mời gia đình bà dành phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn. Thay mặt gia đình và ban tổ chức lễ tang, xin chân thành cảm ơn tấm lòng vô cùng quý báu của đoàn. Mời đoàn nghỉ chân đưa bàn trà uống nước để gia đình nhà tăng được đón tiếp. Thank you.
mỗi gia đình tam môn gia quyến vĩnh viễn tổ xin kính mời hai ông dòng. Sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau, chỉ một giây thôi
nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta, chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Thế là nhận được tin từ Nguyễn Viết đã về với đồng tiền dân tiên tổ. Giờ đây đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân tổ một và chi hội phụ nữ tổ một phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, gia đình mới bà duyên quang của phụ giờ này có hướng đế trở về góc thần lăng kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Mời các ông các bà đã bàn trà uống nước để gia đình nhà tăng.